Tài nguyên nước của Việt Nam tuy được đánh giá là dồi dào nhưng phải đối mặt với thách thức về suy thoái và ô nhiễm. Trong giới chuyên môn, tiến sĩ Mai Hương, một giảng viên, một nhà nghiên cứu dày dặn kinh nghiệm trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, được đánh giá là người giải mã những tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước. Đặc biệt, những năm trở lại đây, ô nhiễm từ rác thải công nghiệp, từ đồng ruộng và rác thải đang đe dọa môi trường nước, đòi hỏi tiến sĩ và cộng sự phải lao tâm khổ tứ rất nhiều. Khi mà bọn mình làm cái ô nhiễm vi nhựa trong môi trường nước ấy, thì vấn đề thực sự mà bọn mình mỗi lần đi thu mẫu ấy, thì bọn mình sẽ thấy là cái nhựa kể cả mảnh lớn, mảnh nhỏ, cái mảnh cỡ vừa ấy, nó cũng rất là nhiều. Nên chính vì thế mà dưới tác động của điều kiện môi trường, của ánh sáng, rồi các cái tác động trong thủy sinh, thủy vực ấy, nó cũng làm cho những cái mảnh nhựa lớn nó sẽ phá vỡ thành các mảnh nhựa nhỏ. Và chúng mình cả tìm thấy được rất nhiều cái mật độ của nó rất là lớn ở trong cái môi trường nước. Ví dụ như là một cái mẫu bọn mình thu thì bọn mình có thể thu được đến cả 100 mảnh vi nhựa trên một cái thể tích nhất định. Bọn mình hay tính trên là lít hoặc là trên 1 mét khối, thì có thể có đến hàng trăm, hàng nghìn mảnh như thế. Đấy, thì là rất là nhiều, nó kể cả bao gồm cả là vi nhựa dạng sợi hoặc là vi nhựa dạng mảnh. Và ở các cái kích cỡ và màu sắc rất là khác nhau. Và chủ yếu là cái kích cỡ bọn mình tìm thấy được là ở cái kích cỡ xung quanh là 1.000 đến 2.000 micromet ấy. Đấy, thì đấy là những cái mà bọn mình nhận thấy rằng là nó có quá nhiều đi. Thì không hiểu rằng là bọn mình đặt ra một câu hỏi là với cái hàm lượng của vi nhựa ở trong nước nhiều như thế, thì các cái sinh vật sống ở trong đấy, ví dụ như tôm, cá, thì nó có ăn phải và nó có sẽ có tác động như thế nào? Bởi vì vi nhựa, ngoài cái việc ở trong môi trường nó là vi nhựa, thì nó còn có những cái chất độc hại khác nó bám vào vi nhựa nữa. Thì khi mà những cái sinh vật đấy ăn vào thì nó sẽ tác động như thế nào? Thì đấy là những cái bọn mình rất là quan tâm và bọn mình muốn tìm hiểu xem là lý do vì sao. Chính vì thế mà trong cái đề tài mà mình đang làm ý, nó sẽ có một cái phần là đánh giá tác động của vi nhựa đến sinh vật, đến hệ tiêu hóa này, đến biến đổi gen này, đến những cái ảnh hưởng đến gọi là DNA. Tốt nghiệp kỹ sư ngành nuôi trồng thủy sản và thạc sĩ khoa học ngành nuôi trồng thủy sản tại Đại học Công nghệ Köln, Úc. Sau đó lấy bằng tiến sĩ chương trình địa hóa và sinh thái độc tố học tại Đại học Bordeaux 1 của Pháp. Đến nay, qua gần 15 năm gắn bó với nghề, tình yêu với ngành môi trường của chị chưa bao giờ phai nhạt, mà ngày càng trở nên sâu sắc thông qua việc hướng dẫn thực tế đề tài cho các thế hệ sinh viên. Khi mà làm việc với cô thì em thấy được sự tâm huyết của cô với đề tài môi trường cũng rất là cao. Và bọn em cũng cảm thấy rằng là nên có một cái tâm huyết tương tự như cô khi mà phải quan tâm tới cả môi trường cũng như là những dự án mà cô đang làm. Hiện nay, tiến sĩ Mai Hương và các đồng nghiệp đang triển khai các dự án nghiên cứu chung về giám sát môi trường, xử lý nước và tái sử dụng các kỹ thuật sinh thái, mô hình hóa, viễn thám, kỹ thuật môi trường nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách về môi trường, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội. Những nghiên cứu của tiến sĩ Mai Hương là những nghiên cứu chuyên sâu ở quy mô quốc tế với các đối tác quốc tế lớn như Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp, IRG, các đối tác ở Anh và một số nhà nghiên cứu khác ở khu vực Đông Nam Á. Đối với USTH, chúng tôi rất tự hào khi có những nhà khoa học như tiến sĩ Mai Hương thực hiện các đề tài nghiên cứu lớn, đem đến những kết quả có ý nghĩa thực tiễn, có tác động trực tiếp tới xã hội không chỉ hôm nay mà cả trong tương lai. Có thể nói những đóng góp của tiến sĩ Mai Hương và các nhà nghiên cứu của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã góp phần giúp Việt Nam cũng như các quốc gia đang phát triển khác có những giải pháp mang tính khoa học cho các thách thức hiện nay về môi trường, nhận diện các tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước để có những giải pháp kịp thời, hiệu quả bảo vệ môi trường nước, đảm bảo an ninh nguồn nước, có vai trò quan trọng trong sự ổn định và phát triển kinh tế.